Xin chào quý bà con, hôm nay chúng tôi xin giới thiệu đến quý bà con dòng bình phun thuốc trừ sâu chạy điện chính hãng Takio kết hợp với bộ phun xương cao áp Takio TK3X, sản phẩm tiên tiến, hiện đại nhất, tốt nhất hiện nay cho việc phun thuốc, da dạng xương hơn, mịn hơn, tiếp xúc, diện rộng hơn, phun cao và xa hơn, giúp thời gian xịt thuốc nhanh và hiệu quả hơn gấp 3 đến 5 lần các loại bình xịt điện khác trên thị trường. Sản phẩm chính hãng Takio được rất nhiều bà con nông dân ưa chuộng sử dụng. Bình xịt điện chính hãng Takio giúp bà con rất nhiều trong việc phun thuốc bảo vệ cây trồng của mình trước các loại sâu bệnh hại, giúp mang lại mùa vụ bội thu cho bà con. Tuy nhiên vẫn còn một số bà con và quý công ty chưa biết hoặc chưa tiếp xúc với sản phẩm bình phun thuốc khử trùng loại này, cho nên để giúp bà con hiểu hơn về cách sử dụng cũng như giá bán bình xịt điện Takio kết hợp máy phun xương cao áp Takio TK3X, tất cả thông tin về bình xịt điện, tính năng và cách sử dụng sẽ được cung cấp đầy đủ và chi tiết nhất thông qua số điện thoại bên dưới video này. Hôm nay chúng tôi mời bà con cùng xem thực tế máy hoạt động hiệu quả như thế nào nha. Bình xịt điện Takio kết hợp máy phun xương cao áp Takio TK3X là sản phẩm hiện đại mới nhất trên thị trường, có thể được sử dụng để phun khử trùng và chống dịch hiệu quả hiện nay. Đầu tiên chúng ta chỉ cần đấu đường nước từ bình xịt điện Takio và máy phun xương cao áp Takio, sau đó cắm dây nguồn của máy phun xương cao áp Takio TK3X vào bình xịt điện, sau đó bật công tắc là máy chạy hoạt động hiệu quả. Bình xịt điện kết hợp máy phun xương cao áp Takio TK3X giúp thuốc khử trùng ra đều và mịn hơn, độ khoách tán dạng xu ương phủ rộng gấp 3 đến 5 lần bình xịt điện bình thông thường. Sau đây chúng ta cùng tìm hiểu về máy phun xương cao áp Takio TK3X. Máy phun xương cao áp Takio TK3X là thiết bị dùng để tăng áp giúp thuốc ra thành dạng xương, độ phủ rộng hơn, mạnh hơn, xa hơn, cao hơn, giúp thuốc trừ sâu hoặc các loại thuốc bảo vệ thực vật khác tiếp cận với cây trồng được nhanh và phủ kín hơn mọi ngóc ngách. Việc sử dụng bình xịt điện sẽ giúp cho người nông dân đỡ tốn sức lực và thời gian trong quá trình phun thuốc của mình, cũng như nâng cao hiệu quả trong việc phòng trừ dịch bệnh cũng như sâu bệnh ở rau màu, hoa quả, diệt cỏ và diệt côn trùng. Ưu điểm nổi bật của bình xịt điện Takio kết hợp máy phun xương cao áp Takio: 1. Thiết kế gọn nhẹ. 2. Dễ sử dụng. 3. Giá thành rẻ. 4. Công suất hoạt động cao. 5. Lượng phun xương mạnh và đều đều, áp lực phun lớn. 6. Tiết kiệm điện và nhiên liệu. 7. Thời gian sử dụng được lâu. 8. Vỏ cứng bền chắc chống va đập. 9. Độ bền cao. Hướng dẫn sử dụng bình xịt điện Takio kết hợp máy phun xương cao áp Takio. Việc sử dụng bình xịt điện vô cùng đơn giản. Đầu tiên bạn cần nạp đầy điện vào bình ắc quy, dựa vào diện tích cần xịt để có lượng thuốc và nước hợp lý để cho vào bình. Sau đó chỉ cần bật công tắc khởi động máy là đã sử dụng được rồi. Khi mua bình xịt điện Takio, bạn sẽ được tư vấn tận tình và hướng dẫn sử dụng, kèm theo đó là cuốn sách hướng dẫn sử dụng. Chúng tôi vừa hướng dẫn khái quát về bình xịt điện Takio kết hợp máy phun xương cao áp Takio TK3X. Nếu bà con nào quan tâm đến sản phẩm hãy liên hệ số điện thoại bên dưới video để được tư vấn chi tiết về máy. Xin trân trọng cảm ơn quý bà con.